Ây da, là Châu Nhuận phát đó hả? Ây da, hay quá, mà thích lắm đó.
Mà mai mốt này con không có thể ở nhà với má nữa. Cho nên... Ai khờ quá, bộ ngày mai có lấy chồng rồi hay sao? Thôi đi qua cơ. Ai có bớt đi đó. Nhớ thì nhớ đi mà đừng làm bộ nữa mà. Ai ăn cơm đi. Chú em đi nghe ăn, nhiều chuyện quá. Ăn trước tỏ lòng hả? Ăn đi. Cái món này chắc là con nấu chứ gì hả? Nè, chú ngoài biết ăn rồi biết chơi máy ra, chú còn biết làm gì nữa? Tôi biết nhiều thứ lắm nha, tôi còn hơn chị nữa. Nửa đêm khuya chạy đi. Cái gì? Hả? Tôi không phải là như chú, chỉ biết ăn không biết làm. Đúng, tôi không thích cờ bạc à, chỉ thích ăn. Chị thích ăn thôi. Ok, chú ăn. Tôi thích ăn. Ăn thì không cho chú nói. Bây giờ tôi thích ăn mà thích nói nữa. Chú muốn nói hả? Bây giờ ra ngoài đi nói nè. Tôi không thể cờ bạc nữa mà, tôi không thể phá giới đâu, phá
tôi mất hết danh dự. Ê gì vậy? Cho nên nhưng mà tôi đi cờ bạc đâu phải là phá giới đâu. Tôi đi cứu hai mạng người kia mà. Cùng lắm á, cùng lắm bị nói chặt luôn ngón tay này thôi. Không sợ đâu. Khang à, lập tức đến đại lầu Bắc Tinh. Nhưng mà hôm nay lại khác đó.
Hôm nay tao có hai mạng người phải cứu, nhất định tao phải cờ bạc mà thôi. Hả? Đừng đụng tao. Nè, mẹ có làm gì vậy? Mũ đặt nha. Tao đi. Tao đã nuốt lời. Cứ mạng tao nè. Mũ lấy để đi. Tôi nghĩ không có nặng lắm đâu.
luật sư à, ông tòa đã tuyên bố chị Phượng chứng cung bề ngoài để thành lập, vậy tức là tội gì vậy? Có phải vậy hay không? Mới tôi không có sao hả luật sư? Chị Phượng chưa có tội, chỉ là chứng cung bề ngoài thành lập thôi, còn phải xử tiếp nữa. Vụ án này chưa kết thúc, giang hồ có hy vọng mà, má đừng lo lắng mà. Chị hai à, chưa có trả tiền của cải cho người ta đó. Chị Phượng à, cải bán làm sao đây? Chị Phượng, cải bán làm sao? Băng à, bán cải cho người ta kìa. Sáu đồng. Bởi vậy mới nói, sư phụ đâu biết bà kẹp tiền, vậy đâu phải là sư phụ. Có nhiều cái là trời đã sắp đằng sáng rồi, không có thích ai được đâu. À, sư phụ à, chúng ta cho sư Ngọc nha, con à, què lớn nha, hả? Hey, nhúc gì tàn, nhúc xỉu, tới sư phụ. Hey, nhúc gì tứ, hơn một lúc, về đâu có buồn nữa, tháng rồi phải cười lên chứ hả? Tại sao ta bị thương vậy? Ê, tại bị té. Thì sao? Không lẽ ta nói láo? À, sao dữ quá vậy? Cô tên sư phụ nói mà. Đặt chỗ này. Hai người tiếp tục theo dõi từ đó. Dạ, ông Long. Ông Long à? Vậy chứ Tổng giám phòng nó muốn làm gì đây? Nó thường xuyên xuất hiện trên mấy cái sông, chuyện này bị chung với thằng Khang nữa. Ông đâu à? Có khi
nào thằng Khang là người của Tôn Nhất Phong không vậy? Không chừng Tôn Nhất Phong giải cách cơ bản cho thằng Khang rồi, gán nó vô để làm gì cho thằng Phong? Mục đích là muốn đối phó ông Long thôi. Để tôi đi giải quyết chuyện này nha. Khỏi. Anh đi cho anh Kiên biết, kêu anh tối nay dẫn luôn thằng Khang lên chỗ tôi. Ông Long à, dẫn luôn thằng Khang đi. Sầm tối nay là sầm tự nhân đó. Làm theo lời dặn tôi đi. Dạ. Đây này chú Kiên à, tôi đừng vô. Khang à, sao cậu nhát vậy? Tới rồi mà không chịu vô. Tại vì ông Long thích cậu cho nên kêu cậu tới đây đó. Đi đi. Những người có mặt tiền này á, toàn là những người có tiếng tâm trong ngành cờ bạc đó. Nhanh như vậy đương nhiên là chú Kiên biết cách dạy. Tối nay là một cái dịp tốt đó hả? Hai người qua đây chơi chung với tôi đi nha hả? Được không? Được. Mời anh Kiên. Chú Kiên. Ngồi xuống đi. Nè, trên bàn này có 3 đống thẻ. Nếu mà cậu đủ khả năng, cậu thắng hết cũng được. Bắt đầu đi. Đi trước. Hai cái. Tôi chỉ dùng đôi hai thôi. Thôi được. Vậy thì đăng nhạc đi nha. Có ai theo không? Hả? Tôi có lá cho. Được. Tôi theo. Đương nhiên là được.
khang rồi. Cậu Khang này thiệt là biết kính nể ông thầy đó. Anh Long à, tôi có chút chuyện muốn ra ngoài trước. Chút đi. Khang à, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nghề cờ bạc của cậu là do chú Kiên dạy đó à? Phải, chú Kiên dạy của ai nữa? Theo tôi nghĩ chắc còn có một người nào nữa. Tại sao ông Long nói vậy? Hồi nãy cô dùng sáu lá bách nội lá đầm, với cách làm đó giống một người bạn của tôi lắm. Cậu có nghe qua tên Tùng Nhất Phong không? Chắc cậu không quen thân với ông chứ? Ông Long, nếu như ông đã biết rồi, theo Tùng Nhất Phong để học nghề, đó là cái gì đáng quý. Cố gắng học đi cậu. Ông Long. Chào anh. Chú Kiệt, xin lỗi nha. Hồi nãy tôi không có ý muốn làm chủ khó xử đâu. Hey, đừng có nói vậy. Cậu coi chú Kiệt này là người nhỏ mọn sao? Vậy tôi không muốn chú thua cho thằng cha lưu đồng đó mà. Nhớ kỹ một điều, mai mốt khi có bà ông Lồng, cậu đừng có nên muốn mái trước bà ông nha. Dạ được, tôi biết rồi chú. Còn nữa, ông Lồng nói cái gì với cậu vậy? Ông hỏi chú dạy cho tôi là những thứ gì. Hả? Chú Kiên à, tôi lấy cái này cho bà đi dùng nha. Được. Không, hồi nãy em cũng phải đi xuống dưới để bán hàng, nhưng mà em có rảnh cho nên em đưa dì Băng đi tái khám thôi. Cảm ơn em. Không có gì. Em có nấu đồ ăn rồi, nhưng mà để nguội hết, em không nấu lại cho anh nha. Tụi em. Cảm ơn nha, anh tự mình làm được rồi. Vậy em đi về. Bye bye. Khang à, chuyện gì mà phiền quá vậy hả? Dạ, cháu Bạch cháu Tuệ rồi đã giúp con nhiều cái lắm hả? Cho nên con cảm thấy ngại có phải vậy không? Sư phụ cái gì chứ? Vậy con phiền cái gì chứ? Hey, nghĩ chuyện là tôi biết ông là sư phụ của con đó. Cái gì? Tại nói với con đừng nói ra ngoài mà. Tại sao biết vậy? Con đâu có nói chứ. Nhưng mà hình như cái gì em cũng biết hết rồi. Trời ơi, bây giờ em biết hết rồi. Không biết ông sẽ làm gì sư phụ đây. Làm gì tao? Không đâu. Nếu mà nó muốn làm gì tao đâu cần chờ đến bây giờ đâu. Hơn nữa, bây giờ tao đâu có dành với nó đâu. Nó không đến nỗi phải cho người đến làm gì tao đâu. Đúng không? Con mới là Nguy đó. Không bị Nguy hả? Dĩ nhiên rồi. Tại vì con đang làm việc cho nó mà. Nó biết con là đệ tử của sư phụ. Nó chơi con cách nào cũng được hết đó. Vậy con tổ chức là con không được. Khang à, con nghe sư phụ nói, con làm việc cho nó, làm gì cũng vậy. Con nhớ đừng tỏ vẻ khôn lanh dành lanh lợi biết chưa. Như vậy sẽ được im mà, con biết không? Hả? Nhớ nha. Tôi định đổi thập chí Khang xuống trở lại chia bài. Anh Long à, thằng Khang nó làm rất tốt. Ông đổi nó ra ngoài chia bài, chẳng khác nào giáng chức nó. Nó còn trẻ lắm, để cho nó luyện tập thêm mới có được tiến bộ. Này Đức à, không biết là chuyện gì hả? Khi không là mướn người ta về giúp việc cho chú Kiên, vậy là giáng chức phải không? Chú Kiên nó làm cũng mệt rồi, không chừng ông Long muốn cho đi thay sớm đó mà. Nhưng mà thằng Khang nữa, đang là phòng quý tao đó mà. Bây giờ đổi xuống dưới là làm lại. Thôi tôi đi làm nha. Chú Kiên. Không ngờ chỉ là một câu nói thôi. Đủ rồi cùng với Lý. Tại sao đủ luôn chú? Tôi nói với ông nha. Khá à, đừng có nóng nảy. Ngồi đi. Đúng là nói giùm được chú mà thôi. Chú đâu có làm sai. Ông làm vậy đâu có được đâu. Không biết đâu. Một khi mà ông Long quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được.
Vậy kẹt chú anh. Không có gì đâu. À, ai đó? Má, có chuyện gì má? Đâu có gì? À, đâu có gì? Má đang đục cái gì vậy? À, đâu có gì? Linh. Má. À, Linh à. Má có đi kiếm mấy cái tử lậu cho con rồi. Nè, mấy cái này đều là thực đơn. Để cho con và cháu dĩ coi. Thích đãi thì có chỗ nào thì đãi đi nha. Ngo à, mấy cái này tụi con định là sẽ dời lại sao? Sao vậy? Con và cháu dĩ đã kiếm được tử lậu rồi hả? Linh à, con đừng có nói với má là đám cưới của con không có đãi thiệt nha. Không có phải là không đãi thiệt, chính dời lại sao thôi. Dời lại? Tại sao vậy chứ hả con? Đã lửa ngày rồi mà. Mà con thân thích á, ai cũng đã biết hết. Bây giờ lại không làm đám cưới. Má à, tụi con không phải là không làm đám cưới, mà không muốn làm vào lúc này thôi. Con muốn làm lúc này hả? À? Ây da, con khờ quá. Trong năm nay tốt nhất là ngày này đó. Má phải đi nhờ mấy thầy bói thì mới lựa được cái ngày này tốt nhất mà. Không cho giờ lại, phải làm đúng ngày. À, em có nói với má gì vậy? Em đã có nói với má rồi, nhưng mà tuần sau má phải ra tòa rồi, má sợ không có thấy em lấy chồng. Vậy chết rồi. Ba má của anh nói phải chờ dì Phượng vô tòa rồi mới cho đám cưới với em. Bây giờ làm sao đi anh? Anh cũng đâu có biết đâu. Thôi, bây giờ làm sao nói với bà ở đây hả? Nè, em à. Ăn xong còn làm việc nữa đó. Được rồi Toàn à, công phần ngày hôm nay á, cá muối thì bán hết rồi, bây giờ đổi cái món cá mực rang đi. Được. Ờ, chị Phượng, mời chị ngồi chơi đi ha. Qua đây, qua đây đi chị. Qua đây. Ờ, được, được. Cảm ơn. Xin lỗi nha, không biết anh chị ăn cơm. Đừng có sao. Không có gì. Đừng có sao. Mời chị uống trà. À, cảm ơn, cảm ơn nhiều. À, à, nè anh chị à, tôi có chuyện về con gái của tôi và cháu Dĩ. Tôi định thương lượng với anh chị coi. Rồi được, chị nói đi. Tại vì tôi biết anh chị về chuyện của tôi không muốn cho hai đứa nó làm đám cưới. Chị à, ý của chúng tôi không phải là không cho tụi nó làm đám cưới. Chị muốn chờ chuyện của chị giải quyết xong rồi mới nói với chị thôi. Không muốn làm chị phải lo thêm. Ờ, phải rồi, xin chị đừng có hiểu lầm nha. Tại vì tôi cũng có con cái nên tôi cũng biết ý của anh chị lắm. Tôi chỉ muốn anh chị hiểu là tôi mới là người cướp của giết người, không có liên can tới con gái tôi. Bây giờ tôi đánh người ta bể đầu thôi, đâu có phải là con gái của tôi. Con gái của tôi nó hiền lắm, anh chị cũng biết mà. Anh chị tin tôi đi. Hồi nãy tôi ở ngoài chợ thấy hai đứa tụi nó làm tôi thấy đau lòng quá đi. Đáng lẽ tụi nó đang vui vẻ đây đám cưới mà. Chúng ta là cha mẹ, ai ai cũng muốn cho con của mình sống vui vẻ. Anh chị à, tôi xin anh chị, ôi đừng có ngăn cản không cho tụi nó. Xin đừng mà chị, nha. đừng làm như vậy. Chị à, nếu mà đám cưới tụi nó chuẩn bị gần xong rồi á, chứ cần gì phải dời ngày lại chứ. Đúng rồi. Không dời lại hả? Không dời. Chị yên tâm đi. À, vậy thì tốt quá. Má. Má. Chị Phượng. Má. Má tốt với con quá à. Con đừng có khóc nữa. Làm gì? Người ta sẽ cười con à. Ngoan. Nghe má nói đi ha. Đừng có khóc nữa. Ngoan mà. Ngoan à. Ờ, cô à. Chương mục này tôi muốn đóng lại. Tiền thì sẽ gửi qua chương mục này. Nè cô à, một lát nữa cho tôi mở tủ sắt nha. Thank you.
Tuyệt, chị lên chơi hả? Phải, má tôi kêu tôi tới cài tóc cho chị mà. Ngày mai đám cưới rồi ha. Chuyện gì chứ? Ngày mai đã lấy chồng rồi mà, tại sao không được vui vẻ? Vì chuyện của dì Phượng hả? Ngày mai má tôi phải ra tòa, mà bà cũng không biết tại sao nữa. Khỏi cần lo, không có sao đâu. Dì Phượng cũng đâu có muốn thấy chị lấy chồng mà mặt buồn như vậy. Vì tôi tưởng là má tôi không có thương tôi, nên tôi mới lấy anh Dĩ cho rồi để khỏi cần thấy mặt bà nữa. Ai ngờ đâu cái chuyện này hoàn toàn là vì tôi muốn biết là bà thương tôi lắm đó chứ. Đâu có bà mẹ nào mà không thương con của mình chứ. Tôi thấy là tôi có lỗi với má của tôi quá. Ây da, tại sao lại nói như vậy? Ngày mai đã lấy chồng rồi, phải vui vẻ lên mới đúng chứ. Tôi thì ngưỡng mộ chị lắm đó nha. Nếu mà ngưỡng mộ tôi thì kiếm bạn trai là lấy đi cho rồi. Xin lỗi nha. Bộ tôi nói sai hả? Đâu có gì mà phải xin lỗi. Chị nói đúng mà. Muốn lấy chồng á thì phải đi kiếm bạn trai. Được, tôi sẽ cố gắng kiếm bạn trai, rồi sẽ lấy ảnh. Trình đó áo cưới của tôi chắc chắn còn đẹp hơn của chị nữa. Thì giờ chị Phượng chỉ thiệt là đi đâu giờ này chưa có về nữa. Không có sao đâu. Không có gì đâu mà. Thấy gì rồi? Về rồi à? Má, đang chờ ở đó kìa. Vô đi. Hiện tại làm gì chị quá đi ha. Đi làm việc cho lên nhà. Mấy cái này làm vậy là xong rồi đó hả? Xong hết rồi. Cháu lên đây nè. Ngồi đi con, chuẩn bị đó nhau. Bây giờ bắt đầu đi nha, bắt đầu đó ha. Chúc cháu Linh được trăm năm bạc đầu, chúc cháu Linh hạnh phúc mãi mãi, chúc cháu Linh con cháu được đầy nhà, ở nhà thì tốt cho ba má, lấy chồng rồi thì tốt cho chồng con được vạn sự như ý và vui vẻ mãi mãi. Được rồi. Linh à, con đã là người lớn rồi. Ngày mai đã làm vợ của người ta phải nhớ nên thân đó nghe không? Dạ thưa má, con biết rồi. Anh à, đây là chìa khóa của tổ sắt. Bây giờ má giao cho con. Má. Khang à, con qua đây. Hồi nãy má đã sang hết trường mục qua cho con. Con để dành xài đi. Nè, con đừng có xài phung phí hết đó nghe không? Nhưng mà má tin tưởng con lắm, con không có làm vậy đâu. Ây da, chị thiệt là. Ngày mai chị ra tòa thôi, đâu phải bị treo cổ đâu. Cần gì phải căng dặn kỹ vậy? Chú thiệt à, nói nó lại đi. Nó kỳ quá. Má, ngày mai con cùng với má lên tòa nha. Ngày mai con làm cô dâu rồi, không có được đi. Má, không chịu nghe lời má nói đó hả? Nè, mấy người làm gì vậy chứ? Ngày mai nhà mình có chuyện vui vẻ mà. Sao mà có người nào người nấy buồn hiu vậy? Cười lên đi. Ai cũng phải cười lên hết. Được rồi. Nè bây giờ qua ăn xôi giò đi. Mau lên qua xôi giò đi. Đi, nghe lời. Tôi bằng làm kết thật tới lên lành dạy chân thức. Tôi là Thạch Tử Linh, xin mời các vị có mặt làm chứng. Ngày hôm nay, tôi bằng lòng lấy anh Dương Đức Dĩ làm chồng. Má đi theo má hả? Má
đi. Má, má, má. Nay bổn tòa tuyên bố bị can Trần Chí Phượng làm người ta bị thương nặng, tội danh thành lập. Tại vì hành vi lúc bấy giờ của bị can mục đích là cứu con, hơn nữa là sơ phạm, nên xử nhẹ bị can 6 tháng tù ở và thi hành ngay. Nhịp đồng xếp hàng.
đi theo đi. Đi theo. Thím, đi theo bên kia. Nè, thím đi theo tôi. Chơi thì chơi. Ôi, ơi, 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 ơi,
cho rồi chứ. Thế mỗi giây hả, đem nó mất với chị nha. Làm đi còn hỏi cái gì nữa. Làm cho đi. Lại mày đó nha, mày hại tao làm thua hết hả? À, thì mới gì tới tôi, trả cuộn giấy này cho tôi đi. Cái gì? Mày còn nói nữa hả? Tao kêu mày làm mà mày không có chịu. Nếu không thì tao đâu có thua. Xin lỗi nha hả? Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi. Mai mốt chị kêu tôi làm gì thì tôi cũng làm. Làm ơn trả lại cuộn giấy cho tôi đi. Nè nè, làm cái gì vậy? Xin đừng mà, đừng. Nè nè nè, đừng mà, đừng. Nè, thôi đừng có nhiều chuyện mà. Làm gì mà sợ tụi nó. Nè, nè. Thank you.
nhập tôi nhận rồi. Dạ phải, cảm ơn. Dạ tùy. Chuyện gì? Không có gì, em đi học đi. Lúc này còn thường thắng quà, không cho cậu gửi cho ai cởi nữa chứ. Nè, nói thiệt nha, lúc này cậu lo đi cởi ngựa hoài hình như không có quan tâm tới chị bằng nữa. Hay đừng suy nghĩ gì nữa, cố gắng lên đi, trời thắng được giải rồi đó, vậy thấy ăn ngủ được mà. Vậy cho thấy vui vẻ không? Dạ vui vẻ. Vậy chúng ta chạy một vòng đi. Ờ được, chạy đi. Ăn chưa hả? Không biết ông Đông kêu tôi tới có chuyện gì không nữa. Còn phải hỏi nữa, chứ là gì giải đồ ngựa rồi. Chắc là anh Minh đi cỡ ngựa, thắng liền tiếp tắp là cái gì? Anh nói cái gì đây? Cái này là do ông Long quyết định đó. Nè, để tôi giới thiệu cho. Chị này là một Toki giải đấu binh pháp tên là Tony. Có lẽ các chị biết rồi chứ. Anh sẽ làm việc cho tôi đó. Nè, bữa ăn tối nay là tôi tiếp đãi anh Tony đó. Và luôn dịp chúc anh sẽ tranh được giải đua ngựa năm nay. Chúng ta nâng ly đi.